Xác định chiến càng phát triển đường bay châu Á 2022, RusAsia 2022 là một trong những sự kiện có quy mô lớn, quy tụ hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng tham dự. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này cũng là một trong những nội dung được các đơn vị chức năng quan tâm chú trọng nhằm góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng an toàn, văn minh, hiện đại. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 RusAsia, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát trước và trong thời gian diễn ra sự kiện, từ ngày 4 tháng 6 đến hết ngày 9 tháng 6 năm 2022. Các đoàn công tác tập trung kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại tiệc chào mừng đại biểu tham dự sự kiện, tiệc kết nối đại biểu cũng như tại các nhà hàng khách sạn có phục vụ ăn uống. Cái quan trọng nhất trong cái đợt này ấy, thì chúng ta phải giám sát thật là chặt, đảm bảo cái nguồn cung thực phẩm cho nó minh bạch và nó rõ ràng. Bởi vì chúng ta biết thì có rất nhiều du khách tới, có thể là đa dự đoán có thể là 8.000 tới 10.000 người và ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Và chúng tôi đang tích cực làm việc với các cái nơi cung ứng cũng như là các nhà hàng để làm sao đó cái thực phẩm nó được đảm bảo nhất để phù hợp với lại cái thực đơn của từng khách hàng. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện RusAsia 2022, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố trực tiếp giám sát tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, địa điểm chính tổ chức các hoạt động của diễn đàn và các nhà hàng khách sạn, đảm bảo các bữa ăn an toàn cho đại biểu tham dự sự kiện. Kiểm tra rà soát cơ sở trang thiết bị, rồi cái hệ thống vệ sinh, hệ thống các cái yếu tố liên quan. Đấy. Và trong lễ hội thì chúng tôi sẽ giám sát trực tiếp tại cái cơ sở nơi chế biến. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 RusAsia không chỉ có sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị chức năng mà còn cần ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội. Đây chính là dịp để quảng bá những nét độc đáo của văn hóa ẩm thực Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế, tạo ấn tượng trong lòng du khách khi đến với thành phố bên bờ sông Hàn.